Dạ, hôm nay Trudeau mới announce one time tax free payment cho seniors đến 500 đồng. So cái số tiền này miễn thuế, không cần trả thuế tax free cho những người cao niên seniors mà đủ điều kiện. So nếu như bất kỳ người nào cao niên đủ điều kiện hưởng Old Age Supplement OAS sẽ nhận được một số tiền 300 đồng và thêm 200 đồng nếu như đủ điều kiện nhận Guaranteed Income Supplement. So tổng cộng là 500 đồng. Thank you anh chị.